Làm chủ hoàn toàn những con tàu mặt nước, tàu ngầm hiện đại không chỉ là quyết tâm của toàn lực lượng hải quân mà còn là quyết tâm của các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển của quân đội ta, luôn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Đó là lý do mà rất nhiều nhóm giải pháp đồng bộ đã được đưa ra để nâng cao chất lượng huấn luyện vừa toàn diện vừa chuyên sâu, đảm bảo tàu đi biển tự tin hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, dù là khó khăn gian khổ đến đâu. Để giảm thiểu cái rủi ro trong cái quá trình hoạt động khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật, đặc biệt là đối với cái máy phát, để đảm bảo cái nguồn điện liên tục cho các cái vũ khí trang bị của tàu khi hoạt động trên biển. Thứ hai là nó giảm thiểu cái công sức vận hành khai thác của người cán bộ nhân viên kỹ thuật trong cái quá trình xảy ra cái sự cố hỏng hóc. Thứ ba là nó tăng thêm cái tính làm việc ổn định và tăng thêm cái sức sống cho cái vũ khí trang bị kỹ thuật. Có rất nhiều yếu tố để đảm bảo nâng cao chất lượng huấn luyện làm chủ trên những con tàu hải quân hiện đại. Ngoài sự chủ động về công tác kỹ thuật, việc học tập ngoại ngữ tiếng Nga, phục vụ đọc tài liệu và tiếng Anh để hỗ trợ cán bộ, thủy thủ tự tin giao tiếp trong tham gia đối ngoại quân sự cũng rất được chú trọng. Giảng viên không đâu xa chính là những cán bộ tàu được học tập bài bản tại nước bạn và có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động đối ngoại trên biển. Không chỉ là học tập, trao đổi kiến thức hàng hải, mà còn là giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao với nước bạn, nên trình độ ngoại ngữ phải khá linh hoạt, có chiều sâu. Vì thế, những giờ học ngoại ngữ tại tàu, ai cũng cố gắng tham gia và làm bài tập thực hành đầy đủ nhất. Ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Nga cũng được áp dụng ngay qua cầm tay chỉ việc trên các trang thiết bị hiện có trên tàu. Nữ đoàn 162 nằm trong nữ đoàn hiện đại nhất quân chủng Hải quân. Tiếng Nga trở thành một ngôn ngữ có ý nghĩa hết sức là quan trọng. Được sự tạo điều kiện quan tâm của Đảng ủy Chỉ huy nữ đoàn mở lớp tiếng Nga đã giúp cho tôi có cơ hội được tiếp xúc gần hơn với ngôn ngữ Nga. Trong công tác đối ngoại thì tiếng Anh giao tiếp đóng vai trò vị trí rất là quan trọng. Nó góp phần vào việc thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ đối ngoại của đơn vị. Nó tham gia trực tiếp vào các cái nhiệm vụ trên biển như huấn luyện hàng hải, huấn luyện thông tin, huấn luyện hiệp đồng, tham gia tìm kiếm cứu nạn và duyệt binh tàu quốc tế. Đơn vị đang duy trì tổ chức huấn luyện ngoại ngữ dưới 3 hình thức: các lớp học tập chung do lữ đoàn tổ chức vào các buổi tối trong tuần, hội thảo ngoại ngữ cùng giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình học tập, trao dồi kiến thức bổ trợ, tự học duy trì ở mỗi quân nhân, đăng ký lập kế hoạch, có kiểm tra giám sát. Các tài liệu đã được biên soạn và cung cấp đầy đủ, xong cái quá trình làm việc giữa người và vũ khí trang bị, mọi giao diện đều bằng tiếng Nga. Chính vì vậy, chúng tôi luôn coi tiếng Nga và nói riêng và ngoại ngữ nói chung đó là một cái chìa khóa thành công và có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ riêng gì cho công tác huấn luyện chiến đấu, huấn luyện làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới, mà còn nó đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam trong tình hình mới. Không chỉ phấn đấu có kỹ thuật chuyên sâu, ngoại ngữ giỏi, toàn lữ đoàn còn phát động phong trào thi đua rèn luyện thể lực. Bên cạnh các bộ môn như chạy dài, thể thao đa năng, đặc chủng, nội dung bơi biển được hết sức chú trọng. Bởi đó là kỹ năng sinh tồn quan trọng để cán bộ chiến sĩ đảm bảo an toàn cho mình và giúp đỡ đồng đội rất thiết thực khi đi biển. Tiêu chí về thể lực đã trở thành tiêu chí chính thức đánh giá chất lượng học tập, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cán bộ chiến sĩ khối tàu hải quân. Bản thân tôi là xác định được môn bơi có vai trò rất quan trọng trong việc hoạt động và công tác trên tàu. Thứ hai là trong quá trình tổ chức huấn luyện thể lực thì tôi tham gia đầy đủ, và đồng thời vào đó thì tôi cũng tập các động tác bổ trợ như là chạy dài, bật nhảy tại chỗ hay là hít đất. Ngoài ra thì tôi có hỏi ý kiến các đồng chí bơi giỏi trong lữ đoàn về những cái kỹ năng bơi làm sao cho nó hiệu quả nhất. Làm chủ ngoại ngữ và làm chủ khí tài trang bị là cơ sở quan trọng để các đơn vị thuộc lữ đoàn 162 tự tin làm chủ các khoa mục huấn luyện tại bến và trên biển.
Từ đó, giúp mỗi vị trí nắm thật chắc nhiệm vụ, yếu lĩnh động tác vị trí mình, có thể tăng cường thêm cho vị trí của bạn khi có yêu cầu. Từ làm chủ từng phần, đến nay, các kiếp tàu của lữ đoàn đã làm chủ hoàn toàn con tàu, tự tin đi biển đường dài, đối mặt với sóng gió. Năm 2018-2019, được tặng danh hiệu đơn vị huấn luyện giỏi cấp Bộ Quốc phòng, được tặng cờ thi đua trong phong trào thi đua quyết thắng. Công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong hoạt động phong trào thi đua vì mục đích xây dựng tập thể, xây dựng cá nhân tiên tiến là một trong những tiêu chí mà lữ đoàn đặt ra để tạo động lực phong trào thi đua của mọi cấp, mọi ngành, mọi tổ chức và mọi cán bộ đảng viên, lấy đó để là làm tấm gương cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị học tập, noi gương và làm theo. Để nâng cao chất lượng huấn luyện, giúp bộ đội khai thác và sử dụng hiệu quả vũ khí trang bị, nhất là vũ khí trang bị mới hiện đại, các đơn vị tập trung huấn luyện cơ bản, chuyên sâu. Trong đó, chú trọng huấn luyện làm chủ cho từng vị trí, nâng cao khả năng cơ động và triển khai chiến đấu sát với các phương án bảo vệ chủ quyền biển đảo. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy hiệp đồng, sẵn sàng chiến đấu, mà còn giúp những người lính biển tích lũy kinh nghiệm sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật trong các tình huống khác nhau. Ngoài việc duy trì các chế độ, lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu, các cụm lực lượng hải quân lấy nòng cốt là các vùng hải quân cũng rất chú trọng tổ chức hiệp đồng, chuẩn bị lực lượng, nhất là đối với các lực lượng ngoài quân chủng. Đối với người cán bộ huấn luyện, thì tôi phải thường xuyên đổi mới các phương pháp huấn luyện, phải đi dự các cái buổi huấn luyện của các đầu bạn, các cái ngành bạn để học hỏi những cái phương pháp huấn luyện mới và rút kinh nghiệm cho bản thân. Ngoài việc duy trì các cái chế độ và lực lượng phương tiện sẵn sàng chiến đấu, thì chúng tôi cũng rất chú trọng đến cái việc là tổ chức hiệp đồng chuẩn bị lực lượng, nhất là đối với các cái lực lượng ngoài quân chủng. Với việc đầu tư bài bản chính quy ngay từ đầu, Lữ đoàn 189 nhanh chóng trở thành một trong những đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu với nhiều mô hình cách làm mà toàn quân có thể học hỏi. Là một trong hai đơn vị được thành lập đầu tiên, tàu ngầm 183 thành phố Hồ Chí Minh luôn là đơn vị dẫn đầu trong công tác huấn luyện. Chỉ huy lữ đoàn và toàn tàu xác định thông qua huấn luyện để nâng cao tay nghề, đào sâu chuyên môn và khả năng thực hành các tình huống tại tàu và khi đi biển. Đối với tàu ngầm, nếu tình trạng kỹ thuật, vũ khí trang bị không đảm bảo thì tàu sẽ không đi biển thực hiện nhiệm vụ. Do đó, chúng tôi luôn quán triệt sâu sắc các chỉ thị, quy định của trên về công tác kỹ thuật, đặc biệt thực hiện nghiêm 5-0 trong huấn luyện tàu ngầm. Đến nay, từ các kiếp tàu kiểu mẫu, lữ đoàn đã thành lập những kiếp tàu rút gọn để tiếp tục đảm nhiệm huấn luyện kiếp mới. Duy trì vừa độc lập khai thác làm chủ, vừa huấn luyện thực hành thay thế chức trách trong từng vị trí. Đơn vị tận dụng tối đa các hệ thống mô phỏng tại trung tâm huấn luyện. Khi thành thạo mới đưa bộ đội xuống thao tác dưới tàu. Xây dựng cái lòng say mê, yêu mến nghề nghiệp, ý thức giữ gìn bảo quản vũ khí trang thiết bị kỹ thuật cũng như là giữ gìn chính ngôi nhà của mình và nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo thêm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Xây đắp nên cái tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cái nét đẹp, nét văn hóa đặc trưng của thủy thủ tàu ngầm. Những mô hình thi đua trong thực hiện nhiệm vụ như cặp đôi mẫu mực, kiếp tàu rút gọn, bản tin hành trình trên biển, sinh nhật đồng đội trong lòng biển, nghi thức nhập môn của thủy thủ, huấn luyện sát tài liệu, sát thực tế, giám sát chặt chẽ đã trở thành nét văn hóa riêng của lực lượng tàu ngầm, cũng là nét văn hóa đặc trưng của những con tàu hải quân.